giá bất động sản giảm sâu, nhà đầu tư vẫn lãi gấp 3 lần sau khi bán đất. Dù thị trường bất động sản đang rơi vào trầm lắng, nhiều nhà đầu tư đang chật vật cắt lỗ. Xong, ở chiều ngược lại, những người đã mua đất từ nhiều năm trước vẫn đang có lãi nhiều. Nhà đầu tư đu đỉnh đang phải bán cắt lỗ. Đầu năm 2022, làn sóng đầu tư, đầu cơ bất động sản lên tới đỉnh điểm. Nhà nhà, người người sử dụng đòn bẩy tài chính để đi mua đất nền vùng ven, tỉnh lẻ và ôm mộng đánh nhanh, thắng nhanh. Thời điểm đó, Giá bất động sản liên tục tăng mạnh ở nhiều nơi, thậm chí chỉ cần mua trong thời gian ngắn cũng có lãi. Tuy nhiên, thị trường đột ngột gãy sóng, nguyên nhân là do chính sách tiền tệ có sự thay đổi, tín dụng bất động sản và trái phiếu bị kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, nhiều nhà đầu tư chậm chân đã không kịp thoát hàng, đến nay vẫn chật vật giảm giá, cắt lỗ nhưng vẫn không tìm được khách mua. Anh Thanh Tú, chủ một phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, nhiều nhà đầu tư mới mua dịp đầu năm 2022 nhưng đến nay đã phải bán cắt lỗ, giá giảm dần theo thời gian nguyên nhân là do những nhà đầu tư này dùng đòn bẩy tài chính quá lớn do vậy khi thị trường gặp khó về dòng tiền thanh khoản đi xuống cộng với lãi suất ngân hàng tăng cao họ tìm cách để thoát hàng nhưng việc mua bán thời điểm này cũng khó vì nếu muốn bán phải giảm giá rất sâu tình trạng này cũng xảy ra với một số nhà đầu tư mua bằng tiền của mình nhưng không chặt lan anh tú nói dù giảm giá nhưng nhà đầu tư vẫn có lãi trong khi những nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính và mới mua chấp nhận cắt lỗ để thoát hàng ở chiều ngược lại những người đã đầu tư từ lâu và không phải đi vay vẫn đang có lãi gấp nhiều lần so với thời điểm mua. Anh Nguyễn Hải, nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội cho biết, mới đây đã giảm giá gần 20% để bán đi lô đất mua cách đây hơn 3 năm. Cụ thể, cuối năm 2019, anh Hải mua mảnh đất rộng 150 m2 tại Bắc Ninh với mức giá 1,5 tỷ đồng, tương đương 10 triệu đồng/m2. Đầu năm 2022, thị trường diễn biến sôi động, có nhiều người trả tôi mảnh đất này với giá 5,5 tỷ đồng nhưng tôi chưa bán. Đến nay Tôi cần tiền để tất toán một số khoản kinh doanh thời điểm cuối năm và khó xoay sở dòng tiền có các kênh khác nên đã quyết định bán với giá 4,5 tỷ đồng, chấp nhận mất một phần lợi nhuận. Ngoài mảnh đất này tôi còn nắm giữ nhiều lô đất khác đã mua từ lâu, nhưng đều có tiềm năng cho thuê kinh doanh nên tôi không bán, anh Hải chia sẻ. Như vậy, dù đã giảm giá nhưng anh Hải vẫn bán được ở mức giá gấp 3 lần so với thời điểm xuống tiền. Chia sẻ về phương châm đầu tư, anh Hải cho biết, trước nay, đều lựa chọn xu hướng đầu tư chung và dài hạn việc lướt sóng chỉ kiếm được từ vài chục đến vài trăm triệu đồng nhưng rủi ro rất cao đặc biệt anh chỉ mua bất động sản bằng tiền thật của mình và không vay mượn đầu tư theo cách này có thể lãi chậm hơn nhưng an toàn bất động sản là sản phẩm cần nhiều thời gian có thể trong một đến ba năm đầu không tăng giá nhưng đến năm thứ tư sẽ tăng nhiều lần do vậy phương châm đầu tư bất động sản của tôi là kiên nhẫn và chờ đợi anh hải nói tương tự anh hùng nam từ liêm hà nội chia sẻ do thị trường gần đây có xu hướng xấu đi nhằm đảm bảo lợi nhuận nên đã bán đi mảnh đất có diện tích 100 mét vuông tại Nam Định được anh mua vào năm 2020 với giá 800 triệu đồng. Thời điểm sốt có người trả mảnh đất này tới hơn 2 tỷ đồng nhưng tôi chưa bán, chờ tăng giá hơn. Tuy nhiên, gần đây thị trường xấu đi nên tôi quyết định bán đi để đảm bảo lợi nhuận. Vì mảnh đất của tôi nằm ở vị trí đẹp, cũng không bị giảm giá nhiều nên vẫn sang tay được với giá 1,8 tỷ đồng cho một người dân tại địa phương. Bây giờ thị trường kém hơn nên cũng phải chấp nhận mất đi một phần lãi, anh Hùng nói. Thực tế, những nhà đầu tư đã mua bất động sản từ nhiều năm về trước, thời hiện tại dù thị trường chứng lại nhưng vẫn có mức lãi nhiều lần so với khi xuống tiền. Theo ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, giá nhà đất đang có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giá vẫn cao gấp nhiều lần so với thời điểm năm 2018, do vậy, cắt lỗ chỉ đúng với nhà đầu tư ngắn hạn. Anh Thanh Tú cho rằng, đối với những nhà đầu tư mua đất từ nhiều năm trước hiện nay mới chỉ đang giảm lãi. Ví dụ giá đất nhiều khu vực vùng ven Hà Nội năm 2018 chỉ khoảng vài triệu đồng đến 10 triệu đồng trên mét vuông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại giá cắt lỗ dao động từ 20 đến 30 triệu đồng. Rõ ràng với nhà đầu tư dài hạn vẫn đang lãi nhiều lần. Rủi ro lớn nhất là với các nhà đầu tư yêu thích lướt sóng và dùng đòn bẩy tài chính quá lớn, anh Tú nói.